Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, người Việt ta có câu, đầu xuôi đuôi lọt, việc khai trương buôn bán, mở cửa hàng là một ngày có ảnh hưởng rất lớn đối với những người kinh doanh. Khai trương thuận lợi sẽ giúp cho việc kinh doanh buôn bán sau này được nhiều may mắn và thuận buồm xuôi gió. Vì vậy, xem ngày khai trương tháng 10 năm 2022 nhâm dần để lựa chọn ngày tốt khai trương theo tuổi để mở cửa hàng được đại cát đại lợi. Xem ngày khai trương theo tuổi của bản mệnh là lựa chọn ngày tốt và giờ tốt, nhiều cát để tiến hành khai trương, được đắc tài sai lộc. Khách hứa đông nườm nượp, thu tiền mỏi tay. Đó là những ngày tốt nào, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. 1. Những việc cần làm trong ngày khai trương tháng 10 âm lịch. 2. Những ngày xấu kiêng kỵ khai trương trong tháng 10. 3. Những ngày tốt nhất khai trương trong tháng 10. 4. Tuổi nào dùng được những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. Tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 5. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 5 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy dành ra 30 giây chuẩn bị cho công tác khai trương được thuận lợi và may mắn. Nội dung đầu tiên mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị, những việc cần làm trong ngày khai trương tóm tắt như sau. Khi thực hiện nghi lễ khai trương, thường thì trong ngày này, gia chủ cũng tiến hành bao sái, tẩy uế cho ngôi nhà hay là cửa hàng, tiến hành lập ban thờ thần tài, bốc bát hương. Quý vị lưu ý trong bát hương phải được nạp cốt thất bảo để cho bát hương được tụ khí, đồng thời lưu giữ lời nguyền cầu và thông linh với các bậc thần tiên, thần tài thổ địa. Sau khi bốc bát hương và làm nghi lễ khai trương, gia chủ tiến hành bật bếp nấu một ấm nước sôi để pha trà cúng thần linh gia tiên và mời khách. Bếp phải được bật liên tục ít nhất 2 tiếng đồng hồ. Quý vị hãy liên hệ tới số 0989 34 9119 để được tư vấn chi tiết về lễ khai trương. Nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong ngày khai trương. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có một ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ. Như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc là rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt để tiến hành công việc khai trương trong tháng 10 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư để tự chọn cho mình được những ngày cát lành nhất. Tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lục mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp cho việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 34 9119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư nhé. Theo Ngày Tốt Toàn Thư, những ngày khai trương phải đáp ứng được các tiêu chí sau đây. 1. Ngày kỵ khai trương, sát chủ, thụ tử, tam nương, nguyệt kỵ, nguyệt phá, dương công kỵ, trực bình, trực thâu, trực bế, kiếp sát, tại sát, nguyệt hình, nguyệt hại, nguyệt yếm, thiên sứ, đại thời, đại hao, tiểu hao, tứ phế, tứ cùng, ngũ mộ và cửu không. 2. Ngày hợp khai trương, thiên nguyện, dân nhật, trực mãn, trực hành, trực khai, ngũ phú, đại hồng sa, thiên đức hợp, nguyệt đức hợp. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét các hung của từng ngày để tìm ra ngày tốt nhất khai trương trong tháng 10 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 10 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn ra được những ngày tốt nhất ở tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch năm 2022 nhâm dần bắt đầu từ ngày 25 tháng 10 dương lịch đến 23 tháng 11 dương lịch. Tháng 10 là tháng Tân Hợi, là tháng đủ có 30 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Tân Hợi, ngày 30 là ngày Canh Thìn. Trong tháng 10 có hai tiết khí là Lập Đông và Tiểu Tuyết. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 10 âm lịch bao gồm các ngày sau. Một là ngày sát chủ, trong tháng 10 âm lịch là ngày Dậu và ngày Thìn, bao gồm các ngày mùng 6 Bính Thìn, 18 Mậu Thìn và 30 Canh Thìn, 11 Tân Dậu và 23 Quý Dậu. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. Hai là ngày thụ tử, trong tháng 10 âm lịch là những ngày Thân, bao gồm mùng 10 Canh Thân và 22 Nhâm Thân, cũng kiêng kỵ không dùng việc gì.
3 là ngày Dương Công Kỵ là ngày 23 Quý Dậu, kỵ mọi việc liên quan đến động thổ, xây dựng. 4 là ngày Tam Nương, bao gồm 6 ngày, mùng 3 Quý Sửu, mùng 7 Đinh Tỵ, 13 Quý Hợi, 18 Mậu Thìn, 22 Nhâm Thân và 27 Đinh Sửu. Đây là 6 ngày xấu, kỵ mọi việc. 5 là ngày Nguyệt Kỵ, bao gồm các ngày mùng 5 Ất Mão, 14 Sắp Tý, 23 Quý Dậu, trùng với ngày Dương Công Kỵ. Đây là 3 ngày cực xấu, kiêng mọi việc. 6 là ngày trực phá, là những ngày tỵ, bao gồm ngày mùng 7 Đinh Tỵ và 19 Kỷ Tỵ. Hai ngày này ngoài việc chặt cây lấp giếng và phá dỡ nhà cửa thì không dùng cho việc gì khác. 7 là ngày trực bình, là các ngày dần, bao gồm mùng 4 Giáp Dần, 16 Bính Dần và ngày 28 Mậu Dần. Ngày này ta cần xét thêm, nếu có nhiều cát tinh thì dùng được. 8 là ngày trực thu, là ngày thân, bao gồm các ngày mùng 10 Canh Thân và ngày 22 Nhâm Thân, trùng với ngày thụ tử nên bỏ qua không xét. 9 là ngày trực bế, là những ngày Tuất, bao gồm các ngày 12 Nhâm Tuất và 24 Giáp Tuất. 10 là ngày kiếp sát, là những ngày thân, bao gồm các ngày mùng 10 Canh Thân và 22 Nhâm Thân, trùng với ngày thụ tử cũng kiêng kỵ không dùng việc gì. 11 là ngày tai sát, là những ngày Dậu, bao gồm các ngày 11 Tân Dậu và 23 Quý Dậu. 12 là ngày nguyệt sát, là những ngày Tuất, bao gồm 12 Nhâm Tuất và 24 Giáp Tuất. 13 là ngày nguyệt hình, là những ngày Hợi, bao gồm mùng 1 Tân Hợi, 13 Quý Hợi và 25 Ất Hợi, trùng với ngày trực kiến và ngày tam nương nên bỏ qua không dùng. 14 là ngày nguyệt hại, là những ngày thân, bao gồm mùng 10 Canh Thân và 22 Nhâm Thân, trùng với ngày thụ tử nên không dùng. 15 là ngày nguyệt yểm, trong tháng 10, nguyệt yểm là những ngày Sửu, bao gồm ngày mùng 3 Quý Sửu, 15 Ất Sửu và 27 Đinh Sửu. 16 là ngày thiên sứ, là những ngày Ngọ, bao gồm mùng 8 Mậu Ngọ và 20 Canh Ngọ. 17 là ngày đại thời, là những ngày Tuất, bao gồm các ngày 12 Nhâm Tuất và 24 Giáp Tuất, trùng với ngày nguyệt sát và ngày trực bế. 18 là ngày đại hao, là những ngày Mão, bao gồm ngày mùng 5 Ất Mão, 17 Đinh Mão và 29 Kỷ Mão. 19 là ngày tiểu hao, là những ngày dần, bao gồm các ngày mùng 4 Sắp Dần, 16 Bính Dần và 28 Mậu Dần. 20 là ngày tứ hao, là ngày 11 Tân Dậu. 21 là ngày tứ cùng, là ngày 13 Quý Hợi. 22 là ngày ngũ mộ, là ngày Nhâm Thìn, trong tháng 10 không có ngày này. 23 là ngày tứ phế, là ngày Nhâm Dần, trong tháng 10 không có ngày này. 24 ngày cửu không, là những ngày Hợi, bao gồm các ngày mùng 1 Tân Hợi, 13 Quý Hợi và 25 Ất Hợi, trùng với ngày trực kiến và ngày tam nương nên bỏ qua không dùng. Đó là 24 hung tinh chúng ta cần phải loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra những ngày tốt để thực hiện công việc khai trương cho được hanh thông thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét đến các tinh để tìm ra được những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 25 ngày thiên nguyện là ngày Nhâm Dần, nhưng trong tháng 10 âm lịch không có ngày này. 26 ngày dân nhật là những ngày Mão, ngày Mão phạm đại hao nên chúng ta cần xét thêm. 27 ngày trực mãn là những ngày Sửu, bao gồm các ngày mùng 3 Quý Sửu, 15 Ất Sửu và 27 Đinh Sửu. Ngày mùng 3 và ngày 27 bị phạm vào ngày tam nương nên không dùng, chỉ dùng được ngày 15 Ất Sửu là ngày tốt khai trương đầu tiên trong tháng 10 âm lịch. 28 ngày trực thành là những ngày mùi bao gồm các ngày mùng 9 Kỷ Mùi và 21 Tân Mùi cũng dùng được. 29 ngày trực khai là những ngày Dậu bị phạm tai sát nên cũng không dùng được. 30 ngày ngũ phú là những ngày Dần bị phạm vào ngày tiểu hao nên cần xem xét thật kỹ. 31 ngày đại hồng sa là ngày thân và ngày tuất, ngày thân phạm phụ tử, còn ngày tuất phạm vào ngày nguyệt sát là hai ngày trực bế nên cũng không dùng được. 32 ngày thiên đức là những ngày Ất, bao gồm các ngày mùng 5 Ất Mão, 15 Ất Sửu và 25 Ất Hợi. Ba ngày này mặc dù là ngày thiên đức nhưng do phạm nhiều hung tinh nên cũng không dùng được. 33 ngày thiên đức hợp là những ngày canh, bao gồm mùng 10 canh thân phạm thụ tử, 20 canh ngọ trùng với ngày cát nhật và ngày tốt, còn 30 canh thìn thì phạm sát chủ không dùng được. 34 ngày nguyệt đức là những ngày giáp, bao gồm các ngày mùng 4 Giáp Dần, 14 Giáp Tý trùng với ngày nguyệt kỵ, ngày 24 Giáp Tuất. Như vậy chúng ta dùng được hai ngày là mùng 4 Giáp Dần và 24 Giáp Tuất. 35 ngày nguyệt đức hợp là những ngày kỷ, bao gồm các ngày mùng 9 Kỷ Mùi không phạm sát dùng được, 19 Kỷ Tỵ trùng ngày nguyệt phá và ngày 29 Kỷ Mão phạm đại hao, hai ngày này đều phạm những ngày xấu nên không dùng được. Như vậy chúng ta đã dựa vào 35 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra những ngày tốt khai trương trong tháng 10 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 10 âm lịch cho việc khai trương đó là những ngày tốt sau. 1. Ngày 15 Ất Sửu kỵ những người tuổi Mùi, hợp những người tuổi Tý, Dậu, Tỵ và những người có thiên can là Giáp, Mậu, Canh.
Hai là ngày mùng 9 kỷ mùi, kỵ những người tuổi Sửu, hợp với những người tuổi Ngọ, Mão, Hợi và những người có thiên can là Giáp, Mậu, Canh. 3. Ngày 21 Tân Mùi, kỵ những người tuổi Sửu, hợp những người tuổi Ngọ, Mão, Hợi và những người có thiên can là Giáp, Mậu, Canh, Bính. 4. Là ngày 20 Canh Ngọ, kỵ những người tuổi Tý, hợp những người tuổi Mùi, Dần, Tuất và những người có thiên can là Đinh, Kỷ, Tân, Ất. 5. Mùng 4 Giáp Dần, kỵ những người tuổi Thân, hợp những người tuổi Ngọ, Tuất và những người có thiên can là Giáp, Tân, Kỷ. 6. Là ngày 24 Giáp Tuất, kỵ những người tuổi Thìn, hợp với những người tuổi Mão, Ngọ, Dần và những người có thiên can là Kỷ. 7. Là ngày mùng 9 kỷ mùi, kỵ những người tuổi Sửu, hợp những người tuổi Ngọ, Mão, Hợi và những người có thiên can là Giáp, Mậu, Canh. Đó là 7 ngày cát lành khai trương trong tháng 10 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng qua video này, quý vị sẽ lựa chọn được cho mình những ngày tốt đẹp như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỷ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin cảm ơn.